Kể từ ngày em về làm dâu trong nhà này, anh nghĩ rằng em khá chả ai ngờ lại hóa ra hư. Đi chợ em thì cứ ăn quà trừ, đi tắm em bỏ khuyên yếm để lư khư cô chạy về. Thổi cơm thòi chén sống dưới khề tứ bè, nhã nhét tựa hồ như cháu hoang. Ăn mấy thòi hết nồi bảy nồi ba, đầu năm chí cuối em chả làm ra được xu nào. Giữa mấy bác em ngồi ngủ gật cầu ao, ngủ chưa chồng gọi kêu làm sao tôi dứt đầu. Anh nói tiếng em thì cẩu nhậu anh khuyên em nước đổ vào đầu lá khoai. Anh mấy thời mà chả chịu kem ai, hẹ nói gánh nặng kêu là hai vai tôi có số thờ. Còn nghĩ thời cái tội trai lư, anh đánh em như là đập mệt em trái chừa thời thôi. Sáng răng xuông thời cô nghĩ tối rồi, anh khuyên em có một cái nết ngồi cũng không nên. Còn mấy như tại cái tội ngủ đêm, có hai vợ chồng em cứ đòi nằm bữa giữa, nằm bên em không nằm. Cánh